Đoàn Di Băng bỏ tiền tỷ để bắt Ngọc Trinh phải làm gái trong phim Chị Em phần 2. Mặc dù không tiết lộ cụ thể con số đầu tư vào phim điện ảnh Chị Em 2, nhưng Đoàn Di Băng khẳng định số tiền bỏ ra rất nhiều để quay được phim Ngọc Trinh vào vai làm gái. Bộ phim Chị Em 2 đang công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán 2023, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Trong đó, hai nhân vật trung tâm là cô Ba Trà do Minh Hằng thủ vai và cô Tư Nhị do Ngọc Trinh thủ vai. Đặc biệt là những cảnh quay lột sạch của người đẹp gốc Trà Vinh làm ai xem xong cũng đỏ mặt. Mới đây, với vai trò là nhà đầu tư của tác phẩm điện ảnh này, Đoàn Di Băng đã có chia sẻ thú vị về bộ phim. Theo đó, nữ đại gia quận 7 tiết lộ bản thân đã phải chi một khoản tiền đồ sộ để mời đạo diễn Vũ Ngọc Đãng về làm phim và Ngọc Trinh diễn vai làm gái. Cụ thể, Đoàn Di Băng viết trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Trinh từng tốn rất nhiều tiền mời đạo diễn Vũ Ngọc Đãng làm phim Vòng Eo 56 để chứng minh mình không làm gái. Tôi cũng bỏ ra rất nhiều tiền để mời anh Đãng làm phim Chị Em 2 để Ngọc Trinh vào vai làm gái luôn. Bà ổn không bà Trinh? Chia sẻ của Đoàn Di Băng khiến khán giả không khỏi bật cười. Bên dưới bài đăng, nhiều người dành lời khen cho diễn xuất của Minh Hằng và Ngọc Trinh, nhất là người đẹp gốc Trà Vinh với khả năng cống hiến cho vai diễn, không ngại xuất hiện bán khỏa thân để phục vụ bộ phim. Trước đó, Đoàn Di Băng cũng từng hài hước cho biết vì sự nhập vai của Ngọc Trinh cho bộ phim. Thậm chí có những ngày cô lột sạch quần áo để diễn thì Đoàn Di Băng không dám cho chồng đến phim trường. Chị Em 2 không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh đảm nhận nhân vật có nhiều phân đoạn khiêu gợi. Năm 2016, Ngọc Trinh từng đầu tư bộ phim Vòng Eo 56 về cuộc đời của mình với kinh phí dự kiến 18 tỷ đồng. Bộ phim thu về gần 15 tỷ đồng với trung bình 3 tỷ đồng một ngày, trở thành một con số tốt trong làng điện ảnh Việt Nam. Vòng Eo 56 cũng ghi nhận sự hợp tác đầy hứa hẹn giữa Ngọc Trinh và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Những ngày qua, Ngọc Trinh với vai diễn Tư Nhị trong Chị Em 2 khiến cộng đồng mạng phát sốt. Được biết, trong phim, Ngọc Trinh có đến 2 màn thoát y 100% gây xôn xao. Nhắc đến cảnh quay nhạy cảm của mình, Ngọc Trinh chia sẻ. Ngọc Trinh gần như không diễn mà hành động một cách tự nhiên. Ngoài đời, cô duy trì chụp ảnh nude 1-2 lần hàng năm, nên việc lộ da thịt trước ống kính không quá khó khăn. Theo người đẹp, những cảnh lộ da thịt trong Chị Em 2 không phải cảnh nóng. Tôi quan niệm cảnh nóng là cảnh của nam và nữ, còn cảnh khỏa thân hay bán khỏa thân chỉ mang tính chất bổ trợ cho nhân vật, giúp phần đoạn hoàn hảo hơn, cô nói. Ngọc Trinh luôn sẵn sàng đóng cảnh khỏa thân hay bán khỏa thân nếu phân cảnh này cần thiết, phù hợp, giúp thể hiện tính cách nhân vật. Cô sẽ từ chối nếu đạo diễn có ý dùng hình thể của diễn viên câu khách. Theo cô, cảnh Tư Nhị đổ nước lên người mình hay khỏa thân trước Ba Trà hoàn toàn phù hợp, lột tả tính cách táo bạo của cô ấy. Tư Nhị có thể làm mọi cách chứng minh cho Ba Trà thấy mình đủ đẹp, đủ sức hút làm đệ tử, lôi kéo đàn ông. Ngọc Trinh nói thêm, ngoài đời cũng rất yêu cơ thể của mình, việc chụp ảnh nude thể hiện điều đó. Cô định chụp ảnh nude đến khi nào cơ thể mình không còn đẹp thì thôi. Khi quay Chị Em 2, những cảnh diễn nội tâm thách thức Ngọc Trinh hơn nhiều so với cảnh lộ da thịt. Cô gặp khó khăn khi thể hiện vẻ thâm hiểm, xảo quyệt vì đó không phải là con người mình. Trước đó, người đẹp phải theo học diễn xuất với diễn viên Khai Thị Uyên. Tại phim trường, cô được Minh Hằng và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng hướng dẫn từng cảnh. Trong phim này, tôi không đánh giá mình diễn hay. Người diễn hay phải tự biết làm gì, không để ai bày nhiều hay phải quay đi quay lại. Trong khi đó, cảnh nào tôi cũng quay lại vài lần. Khó nhất là những cảnh khóc. Ngoài đời, tôi cũng là cô gái dễ xúc động, dễ khóc, nhưng đứng trước ống kính bói hoài không ra giọt nước mắt nào, Ngọc Trinh cho biết. Được biết, Chị Em 2 ra mắt mùa Tết 2023 gây chú ý khi khai thác câu chuyện, lấy cảm hứng từ giai thoại về hai mỹ nhân đỉnh đám Sài Thành một thời, Ba Trà và Tư Nhị. Phim chiêu mộ được hai mỹ nhân đúng nghĩa về mặt ngoại hình, với một Ba Trà, Minh Hằng, kiêu sa quý phái, và một Tư Nhị, Ngọc Trinh, mong manh mà bốc lửa. Cùng váy vóc lụa là sành điệu, những góc quay được canh chỉnh tỉ mỉ và đánh sáng điệu nghệ nhằm tôn lên những góc mặt và đường cong xuất sắc nhất nơi diễn viên. Chị Em 2 đã thành công khiến cho phụ nữ trong phim trông có vẻ đẹp. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là vẻ đẹp bên ngoài sáo rỗng, đầy phù phiếm. Xem Chị Em 2, đôi lúc khán giả thấy mình bị rơi ra khỏi không gian điện ảnh bởi những gì được trình diễn trên màn ảnh rộng gần như một sàn diễn thời trang, chương trình giải trí tạp kỹ hoặc một MV ca nhạc nào đó. Những người đẹp cứ đi lướt qua khung hình, lườm nguýt đấu đá và so đo vẻ ngoài với nhau. Trong phim, nhân vật Ba Trà có nhắc đến khái niệm người đẹp có nội dung, nhưng xem đến hơn một nửa Chị Em 2, khán giả ngắm người đẹp đến chán chê vẫn chưa nhìn ra phần nội dung mà biên kịch và đạo diễn muốn gửi gắm. Bởi kịch bản và cách xây dựng nhân vật của Chị Em 2 còn hơi hợt. Có thể nói dù có bộ đôi nữ chính nhưng Chị Em 2 ưu ái đất kể chuyện cho Tư Nhị nhiều hơn hẳn. Từ một cô gái điếm mặt hạng, Tư Nhị sắp tâm lên kế hoạch thao túng để được Ba Trà thương cảm mà cưu mang.
A thêm khát cuộc sống giàu sang và địa vị đệ nhất mỹ nhân. Nếu được khai thác đủ sâu và khéo, Tư Nhị hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu người đàn bà nguy hiểm, ấn tượng bậc nhất màn ảnh Việt. Tiếc thay với những mưu hèn kế bẩn ngô nghê, cũ kỹ cùng bản tính trơ trẽn, vô cảm, không suy chuyển từ đầu chí cuối, Tư Nhị của chị MM2 hiện lên như một người đàn bà sáo rỗng. Và dẫu phim có hàng loạt những màn cởi, khoe thân bạo dạn của Ngọc Trinh trước ống kính, thì một cơ thể đẹp cũng chẳng thể cứu nổi sự nhàm chán của một nhân vật điện ảnh nhạt nhẽo. Bên cạnh đó, nhân vật ba trà của Minh Hằng cũng chỉ có bề nổi. Ngoài câu chuyện về người mẹ báo đời, nghiện cờ bạc được đưa vào như một cái cớ tạo kịch tính về sau, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không cho khán giả biết thêm bất cứ điều gì về người đàn bà này. Quá khứ của cô có gì uẩn ức? Cách cô vươn lên ngôi vị đệ nhất mỹ nhân ra sao, nàng có những nỗi thống khổ, cô đơn thế nào khi sống trên đống tiền, kim cương và nhung lụa do người tình cung phụng. Và khi không trả lời được những câu hỏi đó, việc ba trà thương cảm và chấp thuận nhận cô Điếm Nhi làm em nuôi, giúp cô ta tẩy trắng, đưa lên làm đệ nhị mỹ nhân thực sự quá sức phi lý. Minh Hằng với diễn xuất chín muồi đã cứu cánh rất nhiều cho ba trà, nhưng một khi nhân vật đã nông từ trên kịch bản thì người diễn viên dẫu cố hết sức cũng khó lòng làm lay động khán giả. Chị MM2 tồn tại những mâu thuẫn khiến người xem hết sức hoang mang. Dù đặt nữ giới làm nhân vật trung tâm, ra giả hàng loạt câu thoại về nữ quyền, nhưng phim vẫn bông đùa về phận làm điếm. Lấy những màn khoe da thịt của diễn viên làm mồi câu dẫn rồi cho các nhân vật nữ cấu xé hạ bệ nhau, cốt chỉ để khẳng định vị thế mình trong mắt đàn ông rồi sống bằng tiền của họ. Nếu nói làm vậy để châm biếm thì cũng chưa đủ cay, mà nếu để tôn vinh nữ quyền thì lại càng phản cảm. Cuối cùng, ý đồ của nhà làm phim là gì? Nhiều năm qua, điện ảnh Việt đã có những nỗ lực đáng khen trong việc thay đổi cách xây dựng hình tượng phụ nữ trên màn bạc. Với những nhân vật nữ độc lập, tự do trong khát vọng sống và yêu thương, điển hình như trong Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Gái Giả Lắm Chiêu, Chàng Vợ Của Em, Tháng Năm Rực Rỡ, Bẫy Ngọt Ngào, Chị Em. Dẫu chỉ mới chạm đến bề mặt của phong trào nữ quyền, nhưng nó cũng đã bớt đi được cái gọi là nhãn quan nam giới trong cách xây dựng nhân vật. Chị MM2 luôn phản ánh nhân vật nữ từ đầu tới chân, nhấn mạnh miêu tả các bộ phận cơ thể phụ nữ như ngực và vòng ba. Trong Chị MM2, nhân vật Nhi hay Tư Nhị của Ngọc Trinh tâm sự với cô bạn điếm già. Em muốn làm mỹ nhân quá chị ơi, chứ làm đĩ như tụi mình biết bao giờ mới được làm người. Vậy mà khi thoát khỏi phận gái điếm, nàng ta lại tỏ vẻ vui say khi được diện những trang phục lổ lộ da thịt, nhảy những điệu sexy và tuyên bố rằng với bằng này vũ khí, đàn ông khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh sẽ mê mình. Bộ phim mới nhất của Vũ Ngọc Đãng lấy bối cảnh những năm 1930, nhân vật trung tâm lại là gái điếm, gái làng chơi hạng sang. Tất nhiên ta không thể đòi hỏi những biểu hiện nữ quyền ở giai đoạn và ngữ cảnh này. Tuy nhiên ít nhất, người xem cần được nhìn thấy sự tôn trọng và yêu thương của biên kịch, đạo diễn dành cho các nhân vật của họ. Nơi động đĩ xóm bồ rệp, những cô gái điếm mồm miệng bộ bã có thể tự nhiên cười đùa, hà hê trước chuyện ngã giá đi khách, chơi trai. Sự tình rụi kéo dài của tất cả bọn họ và những mảng miếng đùa nhây trên phận làm đĩ của chị MM2 thực sự khiến khán giả không khỏi hoang mang. Kết phim chị MM2 càng khiến khán giả chưng hửng khi nhận ra sự tầm thường đến kịch cỡm của hai nhân vật chính. Sau cùng, dường như ba trà và Tư Nhị chỉ nhìn thấy giá trị bản thân mình thông qua nhan sắc và khả năng dụ dỗ đàn ông. Mưu cầu hạnh phúc của họ thật kỳ lạ. Thế nên, khi nhớ đến những câu thoại phim như "Hãy cho mọi người biết bây giờ đàn bà cũng biết lên tiếng rồi", hay "Đàn bà tầm thường sẽ bị đàn ông chọn, đàn bà tầm cỡ thì được chọn đàn ông", người xem chỉ thêm bối rối và buồn cười.